Chuyện ngụ ngôn, ếch và bò. Một con bò lao xuống một cái hồ đầy lau sậy uống nước. Vô tình, nó đè phải một con ếch, khiến cho con ếch bị dính xuống dưới lớp bùn. Cuối ngày, con ếch đầu đàn thấy thiếu một con ếch con, bèn cất tiếng, gặng hỏi những con còn lại. Một con ếch trong đàn hốt hoảng lên tiếng, em bị một con quái vật to lớn đạp trúng. Lớn cỡ này không? Con ếch đầu đàn vừa nói xong, liền hít lấy hơi, phình bụng lên. Lớn hơn nhiều, những con ếch còn lại la lên. Con ếch đầu đàn kiêu ngạo đáp, nó không thể to hơn được như vậy, rồi lại lấy thêm hơi vào bụng. Những con ếch còn lại đồng thanh, cho rằng con quái vật còn lớn hơn rất nhiều. Con ếch đầu đàn, vì không tin có con vật lớn hơn nó, nên tiếp tục lấy hơi vào bụng. Cuối cùng, vì không chịu được thêm nữa, bụng con ếch đầu đàn phát nổ. Bài học rút ra, đừng cố gắng làm những điều không thể.